Mình sinh sống bằng nghề nghiệp gì anh Giang? Tôi cũng được chụp công vuông, vuông nuôi tôm. Trà, cái này hồi nãy là đại gia sầu riêng, bây giờ tới đại gia nuôi tôm ta. Một chục công hả? Chục công. Cũng 1.000 mét vuông, 10.000 mét vuông luôn. 10.000 mét vuông. Trà. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Dạ, cảm ơn. Bây giờ anh có thể chào quý vị khán giả, cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình. Tôi Nguyễn Văn Giang. Nguyễn gì anh? Nguyễn Văn Giang. Nguyễn Văn Giang. Ở Hoàng Minh, An Trạch. Bạc Liêu. Long Hải, Bạc Liêu. Đông Hải, Bạc Liêu. Anh Giang ở Đông Hải, Bạc Liêu. Năm nay anh bao nhiêu tuổi anh? 58. Anh Giang 58 tuổi. Hiện tại ở dưới Đông Hải, Bạc Liêu mình sinh sống bằng nghề nghiệp gì anh Giang? Tôi cũng được chụp công vuông, vuông nuôi tôm. Trà, cái này hồi nãy là đại gia sầu riêng, bây giờ tới đại gia nuôi tôm ta. Một chục công hả? Chục công. Cũng 1.000 mét vuông, 10.000 mét vuông luôn. 10.000 mét vuông. Sao nó na ná nhau ta. Cái này là mấy chị ngon lành rồi nha. Bữa nay mình nuôi tôm bây giờ là vẫn còn nuôi không anh? Còn. Có thu hoạch chưa? Thì thu hoạch hồi tháng tháng 2, tháng 3 tới giờ. Dạ. Giờ cũng giảm tôm rồi. Bây giờ mình mùa nước ngọt rồi, cải tạo rồi. Cũng hết tôm rồi. Cải tạo lại đặng mình chuẩn bị thả giống mới. Chuẩn bị nước mặn tới, thả giống mới nữa. Dạ. Có nghĩa là mình đã thu hoạch rồi ha. Bây giờ mình cải tạo để chờ nước mặn vô. Nước mặn lại. Rồi mình thả giống mới. Thả giống mới. Một mùa thả giống vậy là khoảng bao lâu mình mới thu hoạch anh Giang? 4 tháng, 5 tháng. Mới thu hoạch. Tôm bây giờ có giá anh Giang? Tôm giờ rẻ. Rẻ hả? Rẻ. Nuôi vậy có lời không anh? Bây giờ mùa tôm bây giờ rẻ thì cũng không có lời không. 10 công vậy là một mùa như vậy, 10 công vậy mình lời được vài trăm không? Đâu có đâu, hồi trước thì có, bây giờ mùa thì mãn mùa thì cũng 50-70 triệu không nữa. 10 công luôn hả? 10 công. Là 4 tháng? Không, mà cũng như là 4-5 tháng mới bắt mà như một năm vậy đó, mình thu hoạch vậy đó. Một năm thu hoạch lần hả? Không có, mình thu hoạch nhiều tháng, ví dụ 4-5 tháng mình thu hoạch lần vậy đó. Cũng như mình dồn lại năm cũng được vài chục triệu. Ở dưới đó nó cũng gần Cà Mau mà, nước mặn, nước biển mà. Nước biển. Rồi anh Giang, bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào anh Giang? Vợ tôi mất rồi, được năm rồi. Mất được năm rồi hả? Chị... tháng 9 này tới năm. Chị bị sao anh? Bị bệnh cũng mấy năm rồi, bị mất. Dạ. Rồi hiện nay mình ở dưới nhà, ở dưới Bạc Liêu đó, anh sống với ai anh? Bây giờ thì sống có thằng con trai với dâu, cháu nội. Thì nghĩa là tới tháng 9, tháng 10 thì cho ra riêng rồi sống ở nè. Đất nhiều mà. Cho ra riêng ha? Cho riêng rồi anh ở mình luôn. Ở mình. Kiếm mảnh ghép còn lại là sống với nhau đây. Rồi bây giờ hôm nay anh đến với mảnh ghép yêu thương là anh muốn kiếm một nửa còn lại của mình. Rồi anh muốn tìm cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Thì tìm người phụ nữ thì cái mẫu thì cũng như coi trong clip thì thấy thì cái mẫu như cổ dao vậy thì cũng tôi cũng đồng ý. Rồi cũng mới lên đây để... nhờ anh để ghép tôi với cổ lại có cô nào anh coi cô gì quên nữa rồi, cô Hà 53 tuổi hả? 53 tuổi ở Long An. Long An. Rồi anh có coi kỹ chưa? Kỹ rồi. Anh thấy như thế nào mà anh gọi là hợp? Bởi vì cổ giao có kèo là bà nói là cổ nói có nghĩa là không hút thuốc, không uống rượu đó. Không mà gái gú. Không hút thuốc, không uống rượu, không gái gú. Không gái gú. Là sống là sống yêu thương với cổ thì cổ chấp nhận. Còn mà giao ba bốn điều đó thì
nhưng mà các mình năm khác thì nó khác, nhưng tôi thì ngay cái học ý tôi thì tôi mới lên đây, tôi không muốn rượu hoa, không muốn thuốc. Có nghĩa là mình cũng có hơn nửa vé là để lọt vô mắt xanh rồi đúng không? Hơn nửa không rượu chè, không thuốc lá, không gái gú, không gái gú. Rồi dưới quê mình có nuôi tôm làm ăn nữa, nuôi tôm làm ăn cũng là vững chắc. Vững chắc. Rồi thí dụ như bây giờ sau khi cái video này đăng lên mà chị Hà chỉ xem được cái video của anh á, chị đồng ý á, thì lúc đó anh tính sao, dẫn về dưới hay là sao? Bây giờ cũng tùy theo cô Hà. Cô Hà nói là cũng như còn mẹ già vậy đó, rồi ở lo với cổ thời gian vậy đó, rồi để anh mà. Có thể lo được không? Thì cùng chung lo với nhau. Chung lo với nhau, đi đi về về ha. Ví dụ như anh đi chạy lên đây, ở đây thời gian về dưới đi, chăm sóc tôm. Rồi đấy, thời gian rảnh thì lên. Tới lui rồi cổ nói là chừng nào thời gian sau rồi gặp lại tính ha. Mẹ già trăm tuổi già rồi già tính ha. Tính nữa, tính tới tính nữa. Khác ha. Tính khác. Cũng được. Mà anh biết chắc là anh chắc chắn là hợp với anh luôn. Hợp, tôi nói đấy là cũng như là 60% rồi đó. 60% luôn à? 60% hợp chắc đó. Luôn à. Với này hảo quyết tâm luôn hay sao? Miễn mà người nữ mà giao 3-4 điều kiện đó là mình nằm trong cái khung đó vậy là thấy là phù hợp. Nhưng mà chị Hà chị cũng muốn cũng kiếm người đẹp trai lắm đó, nhưng mà anh chắc cũng được ha. Không biết là tôi cũng 6 nút à. Tôi có lại không biết cổ chịu đâu đó chứ. Không biết chịu. Thì đúng rồi. Nói đúng ra nhiều khi cuộc sống mà trong cái vấn đề tình yêu hạnh phúc nó cũng do cũng tùy thuộc vào cái duyên nợ nữa. Đúng rồi, duyên nợ. Nhớ nhiều khi mình nói chơi chứ nhiều khi mình thích nhưng mà nó không có duyên nợ thì nó cũng không đến được với mình. Đúng rồi. Chứ không phải là mình nói là mình thích cái là được, hay là nhiều khi cái chị đó chỉ ra điều kiện vậy cái mình thấy mình đáp ứng đủ điều kiện là được. Đó, nó cũng phải còn nhiều cái yếu tố là có nó cái vấn đề duyên số. Đúng rồi. Cái đó là cái quyết định nhất. Nhưng có nợ với nhau tự động nó đến. Tự động nó đến. Nhưng mà nếu mà mình ở nhà mình chờ nó đến thì sẽ không bao giờ có. Đúng rồi. Mình phải đi như vậy thì mình giống mình như mình thiếu, tạo cái duyên cho mình. Mình thiếu gì thì mình đi tìm đấy. Đúng là, rồi. Chứ mà ở nhà làm gì ai tìm tới mình. Đúng đúng. Nói gì? Giống như giờ mình ngồi ở nhà mình trời sung rụng xuống biết khi nào. Trời nói cuộc sống của mình mà mình lo cuộc sống mình thôi chứ nói dòng họ anh em mà nói gì chứ đâu có lo mình được đâu. Đúng rồi. Mình bất kể ai cũng vậy. Bất kể ai cũng phải vậy hết. Con cái nó cũng nó thương mình thì về, ví dụ nó có tiền nó cho mình thôi chứ nó cũng đâu có ở với mình hoài đâu. Đâu ở mình hoài đâu có lo cuộc sống mình được đâu. Nên thành ra hôm nay quyết định vượt đường xá xa xôi hơn 300 km đến đây để tìm quyết định mang tình yêu về cho mình ha. Thì chương trình cũng cầu chúc cho anh được như sở nguyện và cũng sẽ cố gắng liên hệ để ghép nối cho anh với chị. Nếu mà thật sự nó cái duyên nó định thì hai anh chị về được với nhau thì chương trình cũng rất là mừng. Dạ đúng. Mà chẳng những chương trình mừng mà tất cả bà con cô bác cộng đồng mạng cũng sẽ chúc mừng anh nữa. Tại vì bà con cô bác cộng đồng mạng theo dõi rất là nhiều những cái mảnh ghép mà còn trôi nổi, mà nếu mà được trôi lại gần với nhau mà ghép lại được á thì nó tất cả ai cũng rất là mừng. Từ vì cái tuổi già tuổi lớn tuổi đó nó cần cái tình thương, cái tình bạn á, để dẫn nhau đi tới cái tuổi già. Rồi bây giờ anh còn cái gì để trải lòng mình ra nữa, anh cứ nói hết đi rồi để cho chị Hà hiểu. Cũng như là cũng thì nói lên nhiêu đó được rồi thì sau này có số điện thoại rồi tìm hiểu thêm chứ nhiêu cũng đủ rồi. Hoặc là gặp trực tiếp đây á, mình ngồi ở đây rồi mình trao đổi chia sẻ. Xong rồi sẽ cho số lẫn nhau rồi mình chia sẻ nữa. Rồi khi chị Hà mà đồng ý về với anh ở dưới nè, anh nuôi tôm nè, 10 công đất nuôi tôm, mà khi mà chị Hà chịu làm vợ anh á, mình nói thí dụ như chịu làm vợ anh có
có dự tính là tổ chức đám cưới không? Giờ cũng cái thôi lớn tuổi rồi, đám cưới không đám cưới, mà ví dụ mà miễn cổ nhất trí chịu thì vậy thì sau này về dưới cũng ra mắt thì đó vậy thì, thôi chứ thì, không thì đám cưới. Ý mình nói là ý mình nói cái đám cưới này cũng phải là cái tổ chức dài ba bàn để mà ra mắt hai bên, ví dụ vậy bà con họ hàng có không, rất dự định không? Thì cũng phải dự định đó, cũng vài mâm là được, chứ làm nhiều quá thì nó cũng hơi kỳ. Hơi kỳ rồi, biết hiểu mà. Nhưng mà thì nó cũng phải có đúng không? Phải có. Chứ đâu rồi phải... ngoài ra anh còn có cái quyền lợi gì cho chị nữa không? Tại vì cái mình là cái người đàn ông, mình muốn đi tìm cái người vợ về với mình, về cái xứ sở của mình nữa, thì mình phải có một cái chút quyền lợi gì đó thì những cái cô mà theo mình họ mới vững tâm để họ đi. Lỡ sau này ví dụ như có chuyện gì xảy ra rồi, ví dụ như họ là người thiệt thòi nhất. Thì đúng rồi, miễn mà về sống với tôi thì cũng phải là cũng phải lo bảo bọc chứ đâu có bỏ nữa. Ví dụ như bây giờ nữa. Bây giờ anh có 10 công. Còn con cái nữa. Anh chia con cái. Hai thí dụ mình nói thí dụ sau này á thì cái đó là cái chuyện rõ ràng. Anh chia cho con cái, nhưng mà anh có cái quyền lợi gì cho chị, cái chị mà về với anh đây nè, đó là một chút quyền lợi gì không? Ví dụ như sau này anh có chia, ví dụ như cái người ra đi trước vậy, người ra đi sau, đúng rồi, thì ai cũng phải trải qua cái con đường đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói không phải gì, ví dụ như nữa già đi, anh đi trước đi, rồi chỉ cọ lại, rồi lúc đó không lẽ chỉ xách vỏ đồ chỉ đi ra, rồi sau này ví dụ mà như đã thành vậy rồi cũng là cũng chia cho cổ cũng dài công để sống. Đúng đó. Rồi cái đó là cái quan trọng nhất đó, cái quan trọng nhất là để cho mình mà thí dụ ấp ủ mình mà sau này mà có vấn đề gì thì mình phải chia cổ chứ. Đúng mình đó sống chứ. Cái quan trọng là em hỏi là cái quyền lợi là để hiểu, để dẫn nàng về Vinh. Nói vậy tôi hiểu rồi. Ừ đó, thì cái đó tự vì người ta chấp nhận đi xa theo mình về quê hương của mình sống. Lỡ thì đó mình nói chuyện nó phải logic, nó phải thực tế như vậy. Đúng mới rồi, được thì mình nói là có thực tế như vậy rồi. Chứ bây giờ đừng nói làm tôi cũng chết, ai không ra đi chuyện đó đúng nó rồi. Cũng sớm muộn thôi sớm. Người này đi trước sao đi trước, mình nói thí dụ thôi. Đúng ví dụ rồi. Như anh đi trước rồi rồi chỉ ở lại, không lẽ giờ con cái nó đuổi cho con, cái ví dụ như con cái anh nó lúc đó nó nói thôi bây giờ bà đi đi rồi xách vỏ ra cũng tội nghiệp người ta. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Thì phải có cái quyền lợi gì đó. Ví dụ như một cái nhà nhỏ nhỏ cũng được, hay là một công đất hay nửa công đất gì. Đúng có rồi. Cái nhà, cất cái nhà đấy ở. Đúng rồi. Anh công nhận không? Công nhận. Đúng rồi, thì mình phải có cái quyền lợi đó. Nó như vậy mới là đại gia. Ok. Đó, một đại gia biết sử dụng đất, biết sử dụng người. Đúng. Đó, cái đó là cái lối sống của mình. Ừ, đúng rồi. Chứ còn mà thí dụ như đối đế mình không có thì phải chịu. Đúng, chừng nào mình không có mình chịu, mà có mình phải chia sẻ sao sống chứ. Đúng rồi. Có là mình phải chia sẻ với nhau. Đúng. Tại vì cái người đó là cái người sẽ về với mình, ở với mình suốt cái quãng đời còn lại. Chứ không phải là một sớm một ngày. Cứ ai cũng sợ, ai cũng nói về rồi biết có ấy không, rồi cho, rồi cái này nó không có. Nhiều khi cái người ta mình nghĩ như vậy thì nhiều khi nó không đúng. Nó cũng có những cái chuyện đó chứ không phải là có không. Nhưng mà cái người từng tuổi này rồi thì cái người nào thương mình là anh nhìn là anh biết cũng sẽ biết chứ biết. Đâu có nói thể nào mà mình nói là không biết được. Đúng không? Mình cũng sống đã từng trải rồi. Sống chung ví dụ là dài 3 tháng nửa năm gì thì hiểu. Sao rồi? Để rồi hiểu rồi đó. Vậy là tiếp đó là thôi giờ bà đi với tôi ra xã, ví dụ như viết cho bà tờ giấy cho bà để mốt ví dụ như tôi có đi trước bà hay là gì đó thì bà cũng còn có cái để ở, ví dụ vậy. Thấy không? Đúng rồi. Nó vui đôi đàn nữa. Mà nó sẽ rất rất là mau chóng đến với mình. Rồi anh gì ta? Anh Đạt. Vinh Giang. Giang. Anh Bắc hả? Anh Giang. Giang, Giang. À, anh Giang. Rồi anh Giang mấy người con? Tôi 5 đứa con, 3 gái 2 trai. Bây giờ gả hết hả anh? Gả, có chồng có vợ hết rồi, đủ hết.
Rồi có ở riêng, có các con anh nó có đất đai riêng hết chưa? Có. Anh chia cũng hết. Cũng đang chia cho nó. Có nghĩa là anh đang chia cái đang phần chia. Đất phần đất đó ha. Ờ, đang chia. Phần vuông tôm đó ha. Vuông tôm. Năm đứa con là anh chia. Thì gái thì nó có gia đình hết rồi. Có hai thằng trai. Thì trai gái gì anh cũng phải chia đều. Chia hết rồi, chia như là còn cho thằng riêng thì tôi sống mình ra đó. Vậy đó. Nhưng mà mình cũng phải chờ lại cho chưa, cái tình già của mình chưa, hai vợ chồng già hai vợ chồng già dưỡng già nữa cho hết rồi nữa hai vợ chồng già khổ à. Đi ra ngoài ở nó vui không thôi, nó buồn cái đó đuổi đi, đuổi đi hai ông bà ra chân cầu ở chết chết luôn à. Đúng rồi, mình cũng phải chừa để dưỡng già chứ, già chứ. Anh Giang thường thường ở dưới những cái lúc mình làm việc cực nhọc đó, mình có tìm cái niềm vui gì để xả stress không? Anh nói sao? Anh có đi tìm cái niềm vui gì xả stress, ví dụ như đi ca hát hay là không đi... ví dụ ca hát thì không đi, tôi mà cà phê mệt thì... rồi uống cà phê pháo rồi nghĩ là gì à. Chứ ví dụ ca hát thì đi độ này độ kia tôi ít đi đó. Chị mới mất có 1 năm thôi ha. Cuối tháng này nữa là dám anh. Một năm, trong vòng một năm nay anh có gặp được cô nào nữa không? Không, mình cũng đi chơi tới lui thì cũng thấy gì thấy gì, ngoài đời cũng khó mà tìm hiểu lắm. Mình cũng không có thấy rõ ràng được. Đó là mình xem trên kinh này gọi là ví dụ anh Minh Hoàng làm như vậy thì mình thấy rõ rệt quá đi rồi tôi mới lên đây. Dạ, ở ngoài đời thì khó lắm, không tin tưởng được. Có nghĩa là bây giờ ở bên ngoài mà mình muốn đem về nhà mình ở nó cũng nguy hiểm ha. Nguy hiểm, không có gõ gạch thì khó lắm. Chứ mình chứ chưa biết gốc gác rồi. Gốc gác thì sao? Đúng, đúng. Rồi bây giờ thì anh Hảo quyết tâm là muốn chương trình ghép đôi anh với lại chị Hà. Dạ đúng rồi. Rồi thí dụ như ngoài chị Hà mà nếu không được thì anh có còn cho những chị khác có cơ hội không? Có chứ. Vẫn mở cửa vẫn hả? Mở cửa là chừng nào là tìm được thôi mà. Chừng nào tìm được thôi ha. Có nghĩa là thí dụ như mà chương trình ghép đôi á, hai người ngồi nói chuyện với nhau cũng chưa chắc đã là thành. Chưa nữa là thật đâu, chưa đúng nữa rồi. Là đó, thành công đâu. Trong trong khi mình trao đổi nhau thì giống như là bạn bè thôi. Đúng lắm rồi. Rồi xong rồi mình cho số về, thí dụ như mình liên lạc lâu ngày á, rồi mình tới lui gì đó rồi cảm thấy hợp thì mình mới tiến tới. Chứ đâu phải là mình ngồi mình nói chuyện trên chương trình vậy là cái là thành đâu. Đâu có thành đâu. Đâu phải sớm muộn được. Già thì lớn tuổi thì mình không có phải là nói để chờ thời gian giống như tuổi trẻ được. Đúng rồi. Nó ví dụ như thời gian 2 năm 3 năm gì đó để tìm hiểu. Còn tuổi già thì mình rút lại ví dụ 2 tháng 3 tháng. Rút lại rút ngắn là thời gian. Rút ngắn bớt tháng, lại 2 tháng thôi. Đúng rồi, tháng 2 tháng 3 tháng vậy. Nếu mà chịu thì tôi tìm bước khác thì chỗ khác nữa chứ. Đúng rồi, chứ bỏ lỡ thời gian hoài không được à. Chờ thời gian lâu quá cũng nó cũng không hợp lý. Không hợp lý đâu. Tự vì tuổi lớn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Bao nhiêu đó thì cũng được rồi. Được rồi, nhưng mà nếu mà không thành thì mình vẫn mở cửa ra. Mở cửa nữa. Mở cửa rộng ra ha, cho những cô khác có cơ hội đến với mình nữa. À, đúng rồi. Rồi vậy nãy giờ anh em mình trò chuyện vui vẻ cũng trải lòng hết rồi ha. Dạ. Giờ còn nói gì nữa không? Thôi nghỉ rồi. Vậy giờ thôi giờ vậy giờ gửi tới chút xíu gì đó cái ý chung nhân của mình, cái lời gì đó đi rồi chào khán giả cái khép chương trình. Cô gì qua này? Cô Hà. Cô Hà thì đó là tôi cũng thấy cô Hà lên cái clip gì thì tôi thấy cô giao những điều kiện đó thì tôi thấy cũng là đồng ý hợp tác với cô, nhưng mà hợp với nhau thì sống để khoảng đời còn lại với nhau tới tuổi già. Cô cũng thấy clip tôi lên vậy thì cô được thì để cho anh Minh Hoàng ghép chính sớm. Rồi giờ cái điều quan trọng đó nè, chương trình muốn hỏi anh nè, anh có cho chương trình sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng không? Thì giờ lên tới đây rồi cũng phải là chấp nhận lên chứ, lên bị biết không lên sao biết. Dạ, rồi ok, vậy là anh chấp nhận ha. Rồi. Là mọi khiếu nại của anh cũng như con cái anh sau này kêu chương trình tụi em gỡ xuống hay là xóa là không được ha. Rồi đúng rồi. Rồi cảm ơn anh. Vậy bây giờ mình chào khán giả để mình chào, kết thúc. Khán giả trong cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Được nhiều sức khỏe.
Dạ, chương trình cũng rất là chân thành cảm ơn anh Giang đã không ngại đường xá xa xôi vượt hơn 300 km đến với lại Mảnh Ghép Yêu Thương để tìm nửa trôi nổi đâu đó về cho mình. Cái chương trình cũng chúc anh sớm ngày đạt được sở nguyện ha. Rồi, trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.